Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, các đơn vị của Trung đoàn Biệt kích số 8 của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine đã ngăn chặn quân đội Nga đột phá vào một khu định cư trên mặt trận Torez. Cơ quan báo chí của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết hôm 1 tháng 8 rằng quân Nga đang đếm số thương vong trong khi chúng tôi vẫn đang hiệu quả trên mặt trận Torez. Video do lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine quay lại cho thấy cường độ giao tranh dữ dội ở Torez. Theo quân đội Ukraine, phía Nga đã tích lũy được nguồn lực đáng kể gần Torez. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng các trận chiến lớn giành Torez ở khu vực Donetsk vẫn chưa diễn ra, vì việc tập hợp nguồn lực ở vùng ngoại ô thành phố vẫn đang tiếp diễn. Nhà phân tích quân sự Vasyl Kheno chia sẻ trên chương trình phát thanh Kiev 24 hôm 31 tháng 7 cho biết, cuộc chiến giành Torez vẫn còn ở phía trước, hãy chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra vì người Nga đang tập trung lực lượng, tích tụ quân số trong khu vực tập trung gần mặt trận Torez, tại các khu định cư như Pivnichne, Salisne và Pivden. Họ ở khắp mọi nơi, người Nga có khả năng làm điều này. Phía Ukraine đã quan sát được một trung đội Nga đang di chuyển gần Ocherotino và các chiến binh của lữ đoàn cơ giới số 110 đang tấn công. Lực lượng bộ binh rất lớn ở tất cả các hướng này. Quân đội Ukraine tin rằng quân số Nga đang dồn về Torez khá lớn để chuẩn bị cho chiến dịch Torez. Phía Nga đã lợi dụng việc Ukraine luân chuyển và tái triển khai lữ đoàn 24 để tăng cường sự hiện diện về quân số trong khu vực. Thưa quý vị, phía Ukraine vừa qua đã công bố các hình ảnh liên quan tới chiến dịch tấn công phá hoại 3 trực thăng quân sự của Nga trong thời gian gần đây. Theo Defense Express, vào ngày 28 tháng 7, cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine đã công bố một đoạn video về chiến dịch tấn công phá hoại nhắm vào 3 trực thăng quân sự của Nga trong tuần qua. Cụ thể, vào hồi 3 giờ sáng ngày 21 tháng 7, các đặc vụ của Ukraine đã khiến một trực thăng tấn công Mi-28 và một trực thăng đa nhiệm K-226 của Nga bốc cháy. Các trực thăng này bị phá hoại khi đang đỗ ở trung tâm trực thăng quốc gia Nga gần Moscow. Tới ngày 24 tháng 7, một trực thăng đa nhiệm Mi-8 của Nga cũng bị cháy trong chiến dịch tập kích nhắm vào sân bay Kryaz, vùng Samara. Nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, các trực thăng bị phá hoại đều từng được Moscow sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong thời gian gần đây, Ukraine đã liên tục tổ chức các đợt tập kích nhằm vào các sân bay quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Vào ngày 27 tháng 7, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc quân đội nước này tập kích sân bay Olenya của Nga nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.800 km. Một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga được cho là đã bị hư hại trong vụ việc. Trước đó, phía Ukraine cũng xác nhận việc sử dụng tên lửa Atacms để tấn công vào sân bay quân sự Saki của Nga tại bán đảo Crimea. Thiệt hại trong vụ tập kích này vẫn chưa được công bố cụ thể. Không có lực lượng hải quân truyền thống, Ukraine đã dựa vào 3 vũ khí được cải tiến để tấn công đẩy lùi hạm đội Biển Đen của Nga khỏi bán đảo Crimea. Theo đó, kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã gây thiệt hại lớn cho hạm đội Biển Đen của Nga. Cụ thể, thông qua hàng loạt công nghệ hải quân tiên tiến và những chiến lược phi truyền thống, Ukraine đã duy trì hoạt động tấn công liên tục vào các tàu chiến của Nga. Chiến thuật của Ukraine đã chứng minh thành công khi hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh nhận định hạm đội Biển Đen đã bị vô hiệu hóa về mặt chức năng, trong khi các tàu chiến Nga đã buộc phải rời khỏi bán đảo Crimea để né tránh bị tập kích. Trong nhận định ngày 28 tháng 7, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quy mô hạm đội Biển Đen của Nga đã chứng minh không thể sánh được với các cải tiến hàng hải của Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, ba phát minh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thành công của Ukraine khi đối phó với hạm đội Biển Đen của Nga gồm xuồng không người lái trên biển USV Magura V5, tên lửa chống hạm Neptune và USV Sea Baby. Theo nhà phân tích hải quân H.E. Sutton, USV Magura V5 do Ukraine tự sản xuất dài hơn 5 mét và có thể mang theo tải trọng 320 kg. Nó có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 42 hải lý một giờ và có tầm hoạt động khoảng 450 hải lý. Cơ quan tình báo Ukraine cho biết, các USV Magura V5 đã được sử dụng để tấn công tàu hộ tống Ivanovet, tàu tuần tra Sergei Kotov và tàu đổ bộ Kasekunikov của Nga. Ngoài ra, nhiều USV Magura V5 cũng đã được cải tiến để mang theo tên lửa không đối không tầm ngắn R-73. Phiên bản nâng cấp này lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 5 và đã được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu ở Biển Đen. Ngoài ra, R-360 Neptune là tên lửa hành trình cận âm được phát triển tại thủ đô Kiev. Tên lửa này có tầm bắn hơn 320 km và nặng hơn 900 kg.
Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune để tấn công nhiều mục tiêu có giá trị cao của Nga. Thậm chí Neptune còn là giải pháp thay thế cho tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất. Nguyên nhân là chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã hạn chế phạm vi hoạt động của ATACMS đối với Ukraine. Tên lửa Neptune đã được sử dụng để đánh chìm Moskva, tàu chủ lực của hạm đội Biển Đen. Một phiên bản sửa đổi của Neptune cũng từng được sử dụng để tấn công các hệ thống phòng không của Nga, bao gồm cả S-400 triển khai trên bán đảo Crimea. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Ukraine lần đầu tiên ra mắt tên lửa chống hạm Neptune nhằm vào các mục tiêu trên biển của Nga vào tháng 4 năm 2022. Hiện tại, Ukraine vẫn tiếp tục phát triển và cải tiến tên lửa này để có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Còn USV Sea Baby là sản phẩm nội địa của Ukraine. Theo chuyên gia Sutton, USV Sea Baby dài hơn một chút so với USV Magura V5 với chiều dài 6m và có thể đạt tốc độ tối đa 49 hải lý một giờ. Phạm vi hoạt động của USV Sea Baby là 540 hải lý và mang tải trọng 850 kg. Đầu tháng 7, ông Artem Dzhetyrenko, phát ngôn viên cơ quan an ninh Ukraine cho biết USV Sea Baby đã trải qua quá trình nâng cấp đáng kể. Ông Dzhetyrenko cho hay, nói cụ thể về việc nâng cấp USV Sea Baby, thiết bị đã đâm vào cầu Crimea hồi năm 2023. Tính đến ngày hôm nay, chúng ta đã có những đặc điểm hoàn toàn khác và trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Phát ngôn viên cơ quan an ninh Ukraine cho biết thêm, một năm trước, USV này có thể mang khoảng 800 kg thuốc nổ và đi xa khoảng 800 km, nhưng hiện nay là hơn 1.000 kg và hơn 1.000 km. Điều này giúp Ukraine hầu như có thể tấn công tàu đối phương ở bất kỳ nơi nào trên Biển Đen. Phía Ukraine tiết lộ, USV Sea Baby từng thực hiện một số cuộc tấn công quy mô lớn vào tàu Nga, bao gồm tàu tuần tra Pavel Dyerzhavin vào hồi tháng 10 năm 2023 và tàu Olengovsky Gonjak vào hồi tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, chia sẻ với Business Insider, ông Sebastian Brand, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chiến lược An ninh Hàng hải thuộc Đại học Kiel nhận định, dù các hoạt động của Ukraine ở Biển Đen đã chứng minh là đủ mạnh để đánh chìm hoặc vô hiệu hóa hơn một nửa số khí tài có giá trị cao của hạm đội Biển Đen, nhưng Nga vẫn chiếm một số ưu thế trong lĩnh vực hải quân. Thưa quý vị, Ukraine và các nước phương Tây hiểu rõ, Kiev sẽ không thể giành lại được các vùng lãnh thổ đã mất trong cuộc xung đột với Nga bằng sức mạnh quân sự, song không tuyên bố công khai về điều này. Nhà bình luận Gideon Rashman của Financial Times nhận định, theo nhà bình luận này, cả Ukraine và phương Tây đều hiểu rõ các lực lượng của Kiev không thể giành lại tất cả các lãnh thổ đã mất, nhưng không thừa nhận công khai. Ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình đã nhận được sự ủng hộ nhất định ở Ukraine, mặc dù đây vẫn không phải là một lập trường chiếm đa số. Nhà quan sát này nói rằng, những cái tên đảm bảo an ninh cho Ukraine là trở ngại lớn nhất cho các cuộc đàm phán hòa bình, một yếu tố mà nếu không có nó thì sẽ không thể diễn ra các cuộc trao đổi nghiêm túc về biên giới trong tương lai hoặc các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Theo quan điểm của ông, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không nhất trí với tình trạng trung lập của Ukraine, nhưng điều này có thể thay đổi nếu ông Donald Trump lên nắm quyền. Cho tới khi đó, ông tin rằng Moscow sẽ không quan tâm đến lệnh ngừng bắn. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Nga vẫn cởi mở với bất kỳ cuộc đối thoại nào với Ukraine, bao gồm cả sự tham gia của các bên trung gian, nhưng chỉ khi các mục tiêu của Nga đạt được. Ngày 14 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu tên các điều kiện cho việc giải quyết tình hình ở Ukraine, trong đó bao gồm việc quân đội Ukraine phải rút khỏi Donbass và Novorossiya, Kiev cam kết không gia nhập NATO và phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng phải thiết lập tình trạng không liên minh và phi hạt nhân. Tổng thống Putin chỉ ra rằng, nếu Ukraine bác bỏ những điều kiện trên như nước này từng làm, thì các điều kiện của Kiev sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai. Kiev đã ghi nhận được việc Nga đang tiến hành nghiên cứu tên lửa đạn đạo theo tên gọi có điều kiện và không chính thức là Iskander-1000, có tầm bắn lên tới 1.000 km và đầu đạn được cải tiến. Các nhà phân tích quân sự tại thủ đô Kiev của Ukraine hôm 30 tháng 7 đã lưu ý rằng, lần đầu tiên một mô hình vũ khí tên lửa tiên tiến của Nga đã được làm nổi bật trên các video được công bố vào tháng 5 năm 2024, nhân kỷ niệm 87 năm thành lập trường bán tên lửa Kapustinia ở khu vực Astrakhan. Ngoài tầm bắn đã công bố của hệ thống tên lửa chiến thuật tiên tiến OTRK Iskander-1000, người ta cũng biết rằng độ lệch có thể xảy ra theo hình tròn CVO của nó không quá 5m so với mục tiêu. Theo các nguồn tin công khai, Iskander-1000 là tên lửa đạn đạo tầm trung của hệ thống tên lửa mô đun đa năng dựa vào các giải pháp kỹ thuật của Iskander-M OTRK 9K720, một trong những biến thể của hệ thống tên lửa có tầm bắn lên tới 1.000 km
có thể là tên lửa đạn đạo nâng cấp của tổ hợp 9K720 Iskander-M với động cơ, hệ thống điều khiển và đầu đạn được cải tiến. Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu hôm 28 tháng 6, đã nói rằng Nga có thể bắt đầu sản xuất và triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn INF để đáp trả lại việc triển khai các hệ thống tên lửa tương tự của Mỹ bên ngoài lãnh thổ quốc gia của họ, đặc biệt là ở Đức. Đúng một tháng sau đó, hôm 28 tháng 7 vừa qua, trong bài phát biểu tại cuộc duyệt binh hải quân để tôn vinh ngày hải quân, nhà lãnh đạo Nga đã nói rằng Nga sẽ tự coi mình không bị kiềm chế bởi lệnh tạm dừng triển khai INF. Điều này sẽ xảy ra nếu như Mỹ đặt các hệ thống tấn công ở Đức. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng các cơ sở quân sự và nhà nước quan trọng của Nga sẽ nằm trong tầm với của các loại vũ khí mà Mỹ có thể triển khai. Hệ thống phòng thủ tên lửa Iskander là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để đánh bại các cơ sở AFU trong khu vực diễn ra các hoạt động quân sự đặc biệt, như các chuyên gia quân sự phương Tây đã tuyên bố trước đó. Phòng không của Ukraine trong nhiều trường hợp không có khả năng chống lại các tên lửa đạn đạo đang được quân đội Nga sử dụng.